Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Văn kiện Đại hội Đảng cần văn bìa. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thốt ra cụm từ văn kiện là văn bìa lưu mãi về sau vào hôm 8 tháng 12 năm 2020. Khi ông chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp của các đảng viên và đảng bộ trực thuộc Trung ương và của các tổ chức khác trong việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu đây chỉ là cách nói văn hoa chữ nghĩa hay thật sự là đường hướng quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn truyền đạt lại cho lớp lãnh đạo đảng kế thừa vai trò của ông? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị được diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 9 tháng 12 năm 2020, nhà ngôn ngữ học, phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Dũng đưa ra phân tích câu nói của ông Trọng như sau. Tôi đoán ông Trọng muốn nhắc những người biên soạn phải rất cẩn thận, vì xưa đến nay người ta cho rằng dạy văn bìa, cái chữ nghĩa còn lưu lại, chịu sự phê phán của nhiều người. Ông Trọng nhắc nhở như thế thì cũng đúng, nhưng vấn đề không phải là chữ nghĩa. Vấn đề là cả một cái đảng đã xác định đường hướng sai thì dù chữ nghĩa có hay đến mấy thì cũng là loại vứt đi. Đó mới là quan trọng chứ không phải là vấn đề chữ nghĩa. Dân gian xưa này hay lan truyền miệng câu khôn văn tế dạy văn bìa, có thể hiểu đơn giản là ai dạy mới viết văn bìa. Vậy vì sao ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhấn mạnh văn kiện phải như văn bìa như vậy? Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Dũng phân tích tiếp như sau. Văn tế là đọc đi rồi thôi không lưu lại. Còn văn bia đục vô đá, mà đã đục vô đá thì lưu lại muôn đời cho con cháu mai sau. Nó chịu sự phê phán, bình phẩm không chỉ khi đó mà có thể hàng trăm năm sau nữa. Thành ra nếu làm văn bia thì áp lực về khả năng bị chê là rất cao. Còn văn tế thì chỉ những người lúc đó hiện diện mới biết. Vì thế người ta nói khôn văn tế đọc văn xong là bỏ dạy văn bia, vì nhiều người xem xét hay dở. Nghĩa là như thế, nhưng vận dụng thế nào cho hay, cho đúng là chuyện khác. Sử gia Dương Trung Quốc hiện đang sống tại Hà Nội, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do vào hồi tháng 2 năm 2020, cũng về vấn đề văn bia, ông cho rằng văn bia là một hình thức khá phổ biến trên thế giới, chứ không chỉ riêng Việt Nam, và có nhiều loại chứa đựng nhiều thông tin khác nhau. Văn bia là một thứ thư tịch để lại cho đời sau, vì nó được khắc trên chất liệu bền vững. Đó là những thông điệp của người đời nay, không chỉ đối với người đời nay mà muốn để cho lâu dài. Đây là hình ảnh văn bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội, được dựng trong thời gian gần 300 năm, gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia để danh tiến sĩ nho học Việt Nam. Có thể đơn giản như một tấm bia mộ chí, hay cũng có thể một tấm bia biển hiệu, bia hạ mã nhắc nhở mọi người tôn trọng không gian có di tích, có tâm linh, tôn giáo, vân vân. Nhưng nó có thể chứa đựng rất nhiều thông tin, kể cả những án văn, những thông điệp. Nó có thể tôn vinh những người đỗ đạt tiến sĩ, tham vọng để lại muôn đời. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ví văn kiện như văn bia. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2020, ông Trọng khi phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, gửi Đại hội Đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến, cũng đã cho rằng phải coi văn kiện Đại hội Đảng là văn bia còn để lại cho đời sau. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể khi nói với Đài Á Châu Tự Do vào hôm 9 tháng 12 năm 2020 cho rằng cách nói như ông Trọng không ăn nhập gì đến thời đại. Ông nói như sau. Tôi nghĩ ông Trọng nói như thế là rất ham danh vọng, ông muốn đi vào lịch sử hoặc là được lưu danh văn bia muôn thuở. Tôi nghĩ đó là não trạng hết sức cổ hủ và không tỉnh táo. Trước đây cũng có vị lãnh đạo nói như vậy khi họ ca ngợi thành tích của họ. Nhưng mà nói thật một cách bộc bạch như thế, tỏ rõ ý định như thế và lặp đi lặp lại như ông Trọng thì tôi nghĩ chưa có người nào. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho biết nếu có thể có một nhận xét khác thì Việt Nam cũng có một câu nói người ta thường hay gọi là nếu làm được những điều tốt cho dân sẽ được tiếng thơm trong dân và tiếng thơm vẫn lưu ngàn đời. Còn văn bia
ghi lại những gì không ra gì thì nó cũng nhanh chóng đi vào lãng quên mà thôi. Nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng không khác mấy với câu nói của dân gian Việt Nam: trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn, chờ chờ. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào Biển Đông. Cũng bàn về việc đóng góp ý kiến của người dân cho văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào hôm 5 tháng 10, đài FA từ Mỹ đã có bài viết liệu dân có dám đóng góp ý kiến cho Đảng hay không. Ghi nhận rất trung dung ý kiến đa chiều từ các luật sư, nhà báo, điều mà các báo chí trong nước vẫn chưa làm được. Tuy nhiên, vào hôm 7 tháng 12, trên trang web Dân tộc và Phát triển đăng lại bài từ nguồn Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng bài viết của FA là những chiêu trò hòng bôi nhọ bản chất và truyền thống trọng dân, lắng nghe dân của Đảng. Đồng thời xác nhận bài viết đã gây hoang mang dư luận, giảm bầu nhiệt huyết của quần chúng, chống phá Đại hội Đảng 13 và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vào hồi đầu năm, hôm 14 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cũng dùng khái niệm văn bia để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện lần thứ 13 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021. Theo ông, phải coi văn kiện Đảng như văn bia để lại muôn đời sau, như lời trích trên báo Việt Nam. Ông ngụ ý rằng văn kiện Đảng là kết tinh trí tuệ rất có giá trị cho đời sau sưu tầm học hỏi và có thể được khắc thành văn bia trên đá. Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp không được đơn giản dễ dàng về cả hai phía, không tiếp thu cũng là sai, mà nói cái gì tiếp thu cũng là sai. Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, báo chí Việt Nam cũng đăng tải rộng rãi lời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen Đảng của mình như sau. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Truyền thông chính thống của Việt Nam nói bài diễn văn được đọc trong không khí phấn khởi, tự hào, cảm xúc đón mùa xuân mới cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phát ngôn chống tham nhũng phải như đánh răng rửa mặt hàng ngày. Cách nói hơi bất ngờ, ngược với logic bình thường, có thể là cách ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để đánh thức tư duy thường nhật của các quan chức là đồng chí của ông. Việt Nam được cho là có dân số trẻ và đông đảo thanh thiếu niên với suy nghĩ khác xa hệ thống cách mạng và ngưỡng mộ của nhân vật không thuộc hệ thống chính trị. Các câu của ông Trọng thường được chia sẻ trên mạng xã hội với các bình luận chê nhiều, khen ít, nhưng dù sao cũng tạo được sự chú ý của dư luận. Được biết, trước đó, sau khi mất tích một thời gian khá dài, đột nhiên vào ngày 20 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam lại xuất hiện để đưa ra phát ngôn khá hài hước như sau. Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được nhân dân tin yêu như đảng ta, ông Trọng giải thích. Chính nhờ tinh thần tự phê bình và phê bình mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi đó nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương của dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài phỏng vấn của ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt lời chỉ trích Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam về hành động được cho là thất nhân tâm khi thực hiện cuộc bố giáp đột kích vào làng Đồng Tâm ngay tại thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc, giết chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng cụ Lê Đình Kình và bắt đi hàng chục thanh niên và phụ nữ ở đây. Có thể nói, chưa có lúc nào mà lòng dân Việt Nam lại oán thán Đảng Cộng sản như lúc này. Vậy mà, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ đảng cầm quyền nào trên thế giới, thì đủ biết khả năng nhận thức của vị Tổng Bí thư này thực ra là có vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần đây sức khỏe suy giảm nhiều. Ông thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững, khiến nhiều người phải đỡ. Tuy được xưng tụng là người thanh liêm chính trực, nhưng một sự thật không thể chối cãi là Nguyễn Phú Trọng là người nhận được nhiều chỉ trích hàng đầu tại Việt Nam nhờ những phát ngôn hoang tưởng tầm cỡ thế giới. Lời nói đôi khi mang lại nội dung trừng cháo, rất xa vời thực tế của ông, cuộc sống và không đúng với hoàn cảnh đất nước. Kết thúc vào năm 2019 mà đất nước, nhân dân đang phải oằn mình chịu đựng bao nhiêu thiên tai, nhân tai, dịch họa, Trung Quốc lầm lè thôn tính lãnh thổ ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Và ngay cả bây giờ, tình hình vẫn diễn ra y hệt như vậy. Thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn u mê với câu nói: mây đen che phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam.
nhận định của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trốn tránh một thực tế hàng ngày, đó là bất cứ người dân nào khi nhìn đến bầu trời Sài Gòn, Hà Nội đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời. Sài Gòn, Hà Nội do mức ô nhiễm thường xuyên đặt mức nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người. Rồi những vấn đề rất lớn diễn ra khắp nơi, từ cảm quan trực tiếp đến nỗi lo ngay ngáy hàng ngày như thịt heo tăng giá phi mã, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác, mọi người dân càng nghi ngại về cái mặt trời nào đó đang tỏa sáng, không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm thấy ở đâu. Hay đó là cái ảo giác, có lẽ do ông đã dùng quá nhiều sâm Triều Tiên, thuốc cao Trung Quốc sau lần đột quỵ từ trước đây. Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng đã không phân biệt được đâu là nịnh, đâu là chung, nên đã vô tư lấy câu nói đó lòe người dân Việt Nam tiếp tục. Và ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một người say sưa với sự nghiệp đốt lò, nhằm mị dân và che đậy các hành động đấu đá nội bộ. Nhiều từ hoa mỹ đã được ông trích lấy của người khác mà không hề công khai nguồn. Chính điều đó đã đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều phen giật mình, lo ngại, đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đảng. Hôm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng, ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục cao hứng nói như sau. Rằng đất nước ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được. Và tất cả các sự khiêm tốn của người cách mạng với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Và hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân đã dành cho sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ông lại dùng tiếp. Bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Hoặc 90 mùa xuân dân tộc ta có đảng dẫn đường, soi lối, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từng nhận xét rằng ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng, nghĩa là ông đã được đào tạo về khoa học xã hội. Thực sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt, chứ không phải là muốn nói gì thì nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 11 tháng 12 năm 2020 với bản tin Văn kiện Đại hội Đảng, Đảng cần văn bìa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.